đâu đâu có gì ăn đâu. Không có đồ ăn, không có đồ tươi. Tới đây con trai đi. Đâu con lấy được người ta đâu có bán đâu, con lấy được người ta treo cho đẹp mà đâu có bán đâu hả? Không có. Người ta treo mà. Ơi. Đâu đi nắm nè. Cái đây á. Cái đấy không ăn được, cái đấy phải chiên. Qua đây, qua đây. Đến đây này, qua đây mẹ mua cho kìa, ăn bên kia kìa. Qua đây mẹ nó mua cho con ăn. Nó ăn như mẹ mua. Không, cái này cái đèn này. Cái đó điện thoại hả? Mua gì cho con? Mua gì cho con? Trời ơi này. Uống rượu này. Tôi lại uống rồi. Uống rượu này. Ai du tiền đấy, bánh kem du tiền đấy, mở gấp mua cái này năm lần mà có biết không? Không, cái xe này không chơi được, cái xe này về con làm rồi nó tan luôn xe. Được lúc. Ở đây mua gì cũng mua 5 tặng 1. Mua 5 mới tặng 1. Đây mua 4 thì tặng 1 là 5 chứ. Không sao. Đấy, mua 5 mới được tặng. Áo bà ba đây này, cực rồi. Áo bà ba đây này. Ai vừa biết đâu mua không? Gì? Mà xoay được nằm như thế này coi chỉ coi được. Không, cái xe đấy không có mua, xe đấy người ta đâu có bán luôn. Nó bà ba rồi, nó nhìn tổng cứ ra qua đây mua bánh nhá, đây nè bánh này nè, đây mua bánh nhá con. Gì mà thằng câu gì mà chơi thằng câu chơi được luôn không? Mua bánh không? Mua bánh cho Bin nha. Nhưng nó bánh gì? Có bánh rồi hả? Đi không ăn hả? Mình có bánh sữa nè. Cái gì? Con ăn. Chứ con mua cái gì? Mua gì? À cái kia đâu phải xúc xích đâu, ở đây có xúc xích đâu, đâu có xúc xích đâu luôn. Có xúc xích không? Nó thấy như cái lạp xưởng như nó tự xúc xích rồi. Bánh dừa mà bé đang ho lắm mà nó ngồi chờ. Ho. Nè. Đây nha. Muốn này đi xem hả? Ăn không? Mẹ đâu có mua cho con đâu, mẹ mua cho ba mà. Nó lớn rồi đi. Này là gì đây? Cái này đường hả? Đường. Đường có nốt à? Đường. Đường có nốt này. Gì? Mua cái gì? Đó
phải xúc xích kia đâu. Xúc xích kìa, nó thấy lạp xưởng nó tưởng xúc xích kìa. Lạp xưởng lên đây nè, mấy cái này nè mà nó tưởng xúc xích đâu. Này đâu có phải xúc xích đâu con. Tí coi kia mẹ có xúc xích mẹ mua cho con nha. Qua đây con trai. Ôi. Thế nào? Này nha. Này nha. Ăn nào. Hả? Ờ. Mình ăn nào. Kiểu này đúng không? Kiểu này nè. Cái này nó hủy mặt cổ rồi. Ăn cái này không? Sô-cô-la. Cái này sô-cô-la là kiểu mẹ chủ mất ngay. Cái này mới em chủ đây em. Lâu chưa? Mới mới. Đây có hẹn gì vậy? Để em tẩy.